tích cực độc hại, bên ngoài độc hại, bên trong tổn thương. Sự tích cực độc hại được hiểu là khi ta bắt bản thân phải tỏ ra tích cực trong mọi tình huống và chối bỏ mọi cảm xúc khác. Bất kể tâm lý đang bị tác động lớn đến mức nào, ta vẫn ép mình phải mạnh mẽ hoặc suy nghĩ tích cực để quên đi mối nguy hại đó. Ta bắt đầu trốn tránh nỗi buồn bằng nhiều cách khác nhau, dẫn đến việc sợ phải đối mặt với khủng hoảng tinh thần. Tôi muốn đề cập tới tình trạng tích cực độc hại này vì chính tôi cũng từng suýt chết chìm trong những cảm xúc bị đè nén. Vào năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, tôi tình cờ xem được nhiều đoạn phim tài liệu kể về những người đã tự kết thúc cuộc đời vì trầm cảm. Có thể bạn đã biết, dấu hiệu của trầm cảm không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay được bộc lộ ra bên ngoài. Nhiều người luôn tỏ ra hoạt bát và vui vẻ, nhưng không ai biết trái tim họ đang nhức nhối đến mức nào. Tôi thường cảm thấy hụt hẫng sau mỗi lần đi chơi vì tiếc nuối và sợ phải quay lại guồng quay cuộc sống thường ngày. Mỗi lúc như thế, thay vì dành thời gian để bản thân từ từ thích nghi, theo kịp công việc, thì tôi lại cuống cuồng lao vào những thứ mà mình bỏ lỡ. Với suy nghĩ, mình vừa đi chơi về mà, mình phải cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chứ. Tôi đã chìm đắm trong sự tiếc nuối hàng tuần liền và quên đi hạnh phúc trước mắt. Có một vài dấu hiệu của sự tích cực độc hại mà chúng ta thường gặp phải. Luôn khuyên bạn bè xung quanh phải tích cực hoặc mạnh mẽ, dù người bạn đó vừa mới trải qua một cú sốc về tinh thần. Luôn cho rằng những người tích cực xứng đáng được ngưỡng mộ hoặc tôn trọng hơn người khác. Luôn biện hộ rằng phải có lý do gì đó nên khủng hoảng mới xảy ra, vì vậy bản thân không cần phải bận tâm quá nhiều. Luôn che giấu cảm xúc thật, sợ người khác chê mình yếu đuối. Luôn dùng câu "mọi thứ sẽ ổn thôi" để giải quyết mọi việc, không dám nhìn thẳng vào sự thật ẩn sâu bên trong. Coi thường những cảm xúc tiêu cực, hạ thấp những người có vấn đề về tâm lý. Sử dụng câu nói "không có gì phải buồn" thường xuyên như một thần chú để lảng tránh vấn đề, trong khi đón nhận nỗi buồn ấy mới là giải pháp hiệu quả nhất. Luôn ép buộc mọi người phải nhìn vào mặt tích cực để cố gắng sau những khó khăn cùng cực. Có nhiều dấu hiệu nghe hơi vô lý, nhưng hãy thử áp dụng vào trường hợp cụ thể. Ví dụ như, khi một người bạn đang buồn vì mới lạc mất chú chó cưng, ta lại an ủi rằng, "Thôi đừng buồn, không phải lo đâu, bạn vẫn có thể nhận nuôi chú chó khác mà." Cá nhân tôi thấy câu nói ấy không sai, nhưng chúng ta cần phải hiểu người bị tổn thương cần nhiều thời gian để chữa lành. Thay vì ép họ phải ổn lại ngay lập tức, ta cần để họ đau buồn và tiếc nuối cho đến khi sẵn sàng bước tiếp. Bạn đã hiểu vì sao tư tưởng tích cực này lại độc hại chưa? Nó khiến bạn coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ví dụ, trong những trường hợp cần dùng cảm xúc để giải quyết vấn đề, thì bạn lại chọn gác qua một bên, không màng tới nữa. Hậu quả là những mối nguy hại sẽ chẳng bao giờ được giải quyết triệt để. Khi sự tích cực trở nên độc hại, bạn sẽ không muốn chia sẻ khó khăn của mình cho người khác. Từ đó, bạn luôn cô lập bản thân và tự ôm lấy nỗi khổ một mình, cho rằng mình không cần đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Dần dần, bạn sẽ nghĩ những cảm xúc buồn đau không đáng được coi trọng. Tích cực độc hại sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng giải quyết vấn đề và cách giao tiếp của bạn. Trong một mối quan hệ, sẽ có những lúc bạn cần nói rõ cảm xúc của mình để đối phương thấu hiểu, thay vì nhắm mắt cho qua và tự dặn lòng rằng không sao đâu. Nếu không thẳng thắn, hai bên sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề và bạn cũng không thể có được mối quan hệ như mình mong muốn.
khi ép mình phải tích cực quá lâu, sẽ có những lúc bạn không kiểm soát được nỗi buồn bên trong mình nữa. Mọi suy nghĩ tiêu cực bị phóng đại, dường như bạn càng giống một kẻ thất bại hơn khi vừa không thể thoát khỏi nỗi buồn, vừa không có khả năng đối diện với nó. Như một quả bom nổ chậm, cảm xúc của bạn đã bị dồn nén tới đỉnh điểm. Bạn liên tục phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo về cảm xúc tiêu cực, cho tới một ngày, chúng nổ tung. Vậy, sự tiêu cực có thực sự cần thiết? Cảm xúc tiêu cực đóng vai trò rất lớn trong quá trình phát triển của con người. Đó là dấu hiệu cảnh báo mỗi khi cơ thể hoặc tâm lý của bạn nảy sinh vấn đề. Vì thế nên, cố gắng lảng tránh sẽ khiến bạn không thể trực tiếp nhìn nhận vấn đề. Hơn thế nữa, trốn tránh được không có nghĩa là nỗi buồn sẽ biến mất. Đa số chúng ta đều cần được hỗ trợ về cảm xúc và tâm lý. Đôi khi, chỉ đơn giản bằng việc trải lòng, bạn sẽ phần nào thoát khỏi mớ hỗn độn trong trái tim mình. Chúng ta có thể kiểm soát sự tiêu cực không? Tôi nghĩ là có. Những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, bồn chồn, cáu giận, buồn bực vô cớ đều là những cảm xúc bình thường. Ít nhiều gì bạn cũng sẽ phải đối mặt với chúng vài lần trong tuần. Thay vì cố đi đường vòng, hãy bước thẳng qua nó. Hãy đón nhận cảm xúc tiêu cực và đừng cố kìm nén. Nếu buồn, bạn có thể khóc. Nếu giận dữ, bạn có thể chọn cách hét thật to để giải tỏa. Khi bộc lộ những cảm xúc đó, bạn cần lưu ý để tránh làm tổn thương người khác. Hãy chọn một địa điểm phù hợp và nói rõ với những người xung quanh về tình trạng của mình. Bạn có thể ở một mình để giải tỏa cảm xúc hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người mình tin tưởng. Đôi khi buông chuyện hay tán nhảm cũng rất vui. Không cần phải giải quyết vấn đề triệt để, chỉ cần bạn không giữ trong lòng thôi. Làm thế nào để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực? Đừng cố tỏ ra tích cực nếu bạn không muốn. Đừng cố lảng tránh những vấn đề nghiêm trọng bằng câu nói "Không sao đâu, sẽ ổn thôi." Đừng coi thường những cảm xúc tiêu cực hay ghét bỏ bản thân vì những cảm xúc ấy. Động viên mọi người, bạn bè và người thân để họ chia sẻ về cảm xúc của mình. Chấp nhận rằng những cảm xúc tiêu cực là một phần bình thường của cuộc sống. Hãy thử bộc lộ cảm xúc trước mặt người mà bạn tin tưởng. Có thể họ sẽ không giúp được nhiều, nhưng việc bạn giải tỏa cảm xúc ra bên ngoài cũng là một phần trong quá trình chữa lành những vết thương. Bạn cũng có thể tìm nguồn động viên từ những người không hay phán xét hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý. Đừng bắt ép bản thân phải có phản ứng tích cực với hành động của người khác. Nếu họ cư xử không đúng mực, bạn có quyền phản ứng lại. Thực ra, đối diện với cảm xúc của bản thân không phải lựa chọn dễ dàng. Nhưng chúng ta không thể lảng tránh cảm xúc thật trong tâm trí. Nếu không, nó sẽ trở thành liều thuốc độc. Dần dần, bạn không biết đâu mới là con người thật của mình. Thói quen lảng tránh khiến bạn trở nên lạc lõng, mất kết nối với đứa trẻ bên trong và không giải quyết kịp thời những khúc mắc còn tồn đọng. Hãy thử lắng nghe xem bản thân bạn muốn điều gì nhé.